tại sao nhà đầu tư phải biết về chuyển động ngành? Nền kinh tế thế giới được cấu thành từ nền kinh tế của nhiều quốc gia khác nhau. Và nền kinh tế của các nước thì tùy thuộc vào các đặc điểm địa lý và xã hội để sẽ được cấu thành bởi các nhóm ngành khác nhau. Các ngành nghề có sự liên quan, tương tác với nhau rất chặt chẽ, chúng tạo nên mạng lưới kinh tế và ảnh hưởng lên nhau. Ở đâu đó trong mạng lưới mắt xích đó có sự đứt gãy hoặc đi lên sẽ kéo theo rất nhiều sự chuyển động và thay đổi của các ngành nghề khác. Vì vậy mỗi một biến động trong mạng lưới của nền kinh tế, thế giới, chuyển động trong ngành đều là cơ hội ngàn vàng giúp các nhà đầu tư giàu nhanh. Việc nắm bắt chuyển động ngành chính là nhìn thấy xu hướng, đón đầu tương lai để ra quyết định chọn cổ phiếu đầu tư. Định nghĩa về ngành. Để hiểu về chuyển động ngành, trước tiên ta cần định nghĩa ngành là gì. Ngành là nhóm các công ty tham gia vào việc sản xuất các hàng hóa tương tự hoặc có liên quan, dưới ngành là ngành con. Ví dụ, công ty sữa Việt Nam, VNM thuộc ngành sản xuất, ngành con sản xuất thực phẩm. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam thuộc ngành tài chính bảo hiểm, ngành con, trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan. Yếu tố thượng tầng, cập nhật báo cáo ngành, động tác này vô cùng quan trọng. Thông thường bạn rất khó để nhận biết được một ngành nghề nào đó đang có chuyển động hoặc có thể chuyển động cho đến khi xem đọc các thông tin báo chí và truyền thông. Đọc báo cáo ngành để hiểu xu hướng ngành, tương lai nó như thế nào, ngành đó ở thế giới đã trải qua những gì, cái gì ở thế giới được ứng dụng vào Việt Nam. Thành công tốc độ tăng trưởng của ngành, điều gì làm cho ngành trở nên đột biến, ngành sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu, có nhiều nguồn để bạn có thể tìm các báo cáo chuyên ngành. Ở Việt Nam bạn nên đọc và cập nhật chi tiết ngành nghề trên website Tổng cục Thống kê Việt Nam. Biến động ngành trên thế giới và Việt Nam. Đây là điều chắc chắn, khi nền kinh tế của một quốc gia nào đó được hội nhập cùng thế giới, sự biến động ngành trên thế giới sẽ tác động đến nền kinh tế các nước thành viên. Ví dụ đại dịch Covid-19 do virus corona gây ra khiến giá nhiều loại hàng hóa tăng vọt trong 2 năm qua. Khủng hoảng khí đốt ở châu Âu khiến giá điện trở nên cao vút, kéo theo giá phân bón tăng mạnh mẽ. Các ngành mới đặc biệt, bạn cũng phải theo dõi trên thị trường có những ngành mới nào đặc biệt, vì đây là mỏ vàng giúp bạn kiếm tiền. Ví dụ những năm gần đây, ngành thương mại điện tử tăng trưởng vượt bậc và những doanh nghiệp liên quan như doanh nghiệp sản xuất bao bì cho ngành thương mại điện tử có sự đột biến về lợi nhuận. Động thái ngân hàng trung ương quốc gia ảnh hưởng và tác động lớn đến mọi ngành nghề kinh doanh. Lãi suất, tăng trưởng tín dụng là gì, tổng phương tiện thanh toán, thặng dư hoặc thâm hụt thương mại liên quan đến vấn đề gì, tỷ giá tiền Việt Nam như thế nào. Đặc biệt các sự kiện trọng yếu, các chính sách về pháp luật, hợp tác kinh tế cũng là một vấn đề cực kỳ lưu tâm khi quan sát các ngành nghề. Các quốc gia tùy vào bối cảnh, tình hình của đất nước sẽ có những quyết sách để thúc đẩy nền kinh tế. Những chính sách này có thể tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho doanh nghiệp bứt phá, nhưng cũng có thể khiến doanh nghiệp điêu đứng. Yếu tố hạ tầng. Nắm vững cấu trúc ngành nghề kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, mỗi công ty nhất là các tập đoàn lớn có thể kinh doanh trên nhiều ngành khác nhau. Nhiệm vụ cả chúng ta là hiểu đâu là ngành chính, thế mạnh của doanh nghiệp, lợi nhuận cốt lõi của họ đến từ đâu. Để làm điều này chỉ cần thường xuyên cập nhật kết quả báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ thấy rõ đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp. Thông thường, một doanh nghiệp thường hợp tác với doanh nghiệp khác để làm ăn kinh doanh. Họ cần nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào thật tốt và một đầu ra là thị trường ổn định để doanh nghiệp bán được hàng. Một khi đầu vào, đầu ra thuận lợi, chắc chắn sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn, đồng thời mang về lợi nhuận đột biến cho doanh nghiệp. Tầm soát nội tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn tìm cách để gia tăng quy mô, quản trị doanh nghiệp qua đó họ có thể thực hiện nhiều sự thay đổi như xây dựng nhà máy mới, cải tiến với công nghệ mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, ban lãnh đạo mới, khai phá thị trường mới. Cùng xem qua vài ví dụ sau đây để hiểu hơn sự chuyển động ngành giúp bạn giàu nhanh như thế nào. Ngành thương mại điện tử bắt đầu giai đoạn tăng trưởng từ 2018. DHC, doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì cho các công ty trong ngành đó tăng trưởng đột biến lợi nhuận, giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh. Năm 2020 dịch bệnh bùng phát và lây lan ra toàn cầu, các quốc gia trên thế giới phong tỏa khiến sản xuất, xây dựng đình trệ, nhu cầu xây dựng tăng mạnh trong khi nguyên vật liệu đầu vào lại lên giá khiến giá thép thành phẩm tăng lên. Trong 2 năm 2020 đến 2021, giá cổ phiếu tập đoàn Hoa Sen tăng cộng 300%. Còn rất nhiều ví dụ chuyển động ngành khác mà bạn có thể tự tìm hiểu. Chúc các bạn đầu tư thành công!